Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Channel News TV. Sân khấu đã sẵn sàng để mở màn cho một trận cầu rực lửa. Manchester United vẫn đang tìm lại về ánh hào quang của mình, hay một Liverpool vẫn thể hiện được sự đẳng cấp. Tất cả sẽ hòa trộn với nhau tạo nên một trận chiến vô cùng kịch tính và khó lường ngay tại đầu tháng mới. Cụ thể, Manchester United và Liverpool sẽ đối đầu với nhau vào ngày 1 tháng 9 lúc 22 giờ ngay tại thánh địa Old Trafford. Xét về mặt phong độ, về phía Manchester United, họ vẫn đang bấp bênh về mặt phong độ của mình, cú ngã tại siêu cúp anh cứ tưởng sẽ khiến bảy quỷ đỏ đánh mất chính mình ở mùa giải mới nhưng không họ đã thể hiện sức mạnh của mình bằng cách đánh bại fulham tại sân nhà với chiến thắng 1-0 đầy kịch tính qua đó có được 3 điểm đầu tiên vô cùng thuận lợi nhưng mọi thứ đã quay trở lại với quỹ đạo ban đầu cứ ngỡ bảy quỷ đỏ sẽ có chiến thắng liên tiếp khi đối đầu với brighton nhưng sau khi tiếng còi kết thúc người hưởng niềm vui lại là các chú chim mong biển cụ thể bắt đầu trận đấu quỷ đỏ đã cho thấy tham vọng giành chọn 3 điểm với những cơ hội nguy hiểm được tạo ra ngay từ những phút đầu tiên Phút 12, xuất phát từ pha leo biên của Dalot, hậu vệ này đã có đường tạt bóng chính xác vào vòng cấm cho Ahmad Diallo, nhưng tiền đạo người bờ biển Nga lại có cú dứt điểm thiếu chính xác. Chủ nhà sau những phút đầu chênh choạng trạc đã dần có những đường kiến tạo phản công sắc nét và một trong số đó đã trở thành bàn thắng. Phút 32, Mitoma đã có pha căng ngang thuận lợi để Danny Welbeck dễ dàng đưa bóng vào lưới chấm và giúp đội nhà vượt lên. Manchester United sau đó vùng lên mạnh mẽ và đưa được bóng vào lưới của đối phương chỉ 2 phút sau đó, nhưng trọng tài đã báo lỗi việt vị từ Marcus Rashford. Những phút còn lại chứng kiến sự bế tắc của Quỷ Đỏ và chấp nhận bước vào giờ nghỉ với sự bất lợi về mặt tỷ số. Bước sang hiệp 2, đoàn quân của Ten Hag bất ngờ tăng tốc khi tung Joshua Jesse vào sân và điều đó phần nào phát huy hiệu quả với bàn gỡ hòa. Phút 59, Amad Diallo có pha đi bóng đầy tốc độ trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán khiến hàng thủ Brighton không thể làm gì hơn ngoài việc vào lưới nhận bóng. Chỉ 10 phút sau, khung thành của chủ nhà một lần nữa rung lên sau đường phản công đầy tốc độ của Manchester United và Garnacho là người lập công, Tuy nhiên trọng tài xác nhận bóng chạm chân của Jersey trước khi đi vào lưới, cầu thủ đã rơi vào tư thế việt vị. Bàn thắng đã không được công nhận. Những phút sau đó, đội khách quyết tâm đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, thế nhưng những tình huống hãm thành nguy hiểm chỉ dừng lại ở mức độ cơ hội. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, quỷ đỏ đã phải nhận trái đắng khi để giao Pero đánh đầu thoải mái trong vòng cấm và giúp Brighton vượt lên ở những phút bù giờ cuối cùng, qua đó đem về chiến thắng với tỷ số 2-1. Thất bại này không chỉ khiến cho người hâm mộ của bảy quỷ đỏ thất vọng mà nó còn dấy lên lo ngại về một mùa giải thảm hại tiếp tục, đặc biệt là nơi hàng phòng ngự với sự thiếu vắng đi của Luke Shaw, bắt buộc Diego Dalot phải chơi hậu vệ cánh trái, một vị trí không phải là sở trường của anh. Và điều đó được thể hiện rõ khi Manchester United phải nhận bàn thua thứ hai trước câu lạc bộ Brighton. Minh chứng cụ thể nhất chính là hậu vệ người Bồ Đào Nha đã quá quan tâm chú ý về phá bóng mà không quan sát từ chỗ hở và vị trí của mình. Chính vì điều này đã giúp cho Jarro của Brighton có một khoảng không gian vô cùng thuận lợi để ghi bàn vào lưới của thủ thành Andre Onana. Không chỉ có hàng thủ mà hàng công cũng đang gặp vấn đề. Bộ đội viên Ruben Eriksson vẫn quá bảo thủ khi cho Bruno Fernandes đá số 9 ảo, đồng nghĩa với việc Manchester United đá mà không có tiền đạo số 9 thực thụ. Chính điều này đã khiến cho hàng công của kỳ Đỏ thiếu đi sự ăn ý, dẫn đến đội chủ sân Old Trafford buộc phải chơi miếng tấn công ở hai cánh rồi căng ngang và cho đồng đội dứt điểm. Nếu không cho Rashford vào sân, có lẽ MU khó có cơ hội để chọc thủng lưới lữ đoàn đỏ. Minh chứng cụ thể nhất chính là sau hai vòng đấu vừa qua của Premier League, ta thấy mỗi khi tiền đạo người Hà Lan vào sân, anh luôn thi đấu năng nổ và lối chơi đúng chất là một số 9. Chính vì điều này đã giúp cho hàng công của Quỷ Đỏ kết nối tốt hơn mỗi khi tấn công. Ở chiều ngược lại, Liverpool vẫn đang thể hiện được sức mạnh và đẳng cấp của mình. Với việc thi đấu tốt ở chuyến du đấu mùa hè đã giúp cho huấn luyện viên Arne Slot có thời gian để thi đấu điều chỉnh lối chơi sao cho tối ưu nhất. Và chính vì điều đó, khi ngoại hạng Anh khởi tranh, Liverpool thi đấu rất tốt mà không có một sai lầm. Họ mở màn ở vòng 1 với chiến thắng 2-0 trước Ipswich Town trong chiến làm khách trên thân binh mới của EPL. Tiếp đà hưng phấn, Liên đoàn đỏ có chiến thắng liên tiếp khi đối đầu với Bầy Ong ở vòng 2 tại sân Anfield. Cụ thể, huấn luyện viên Arne Slot đã quyết định đặt niềm tin vào con bài chiến thuật mang tên Luis Diaz khi ông điền tên anh trong đội hình xuất phát đối đầu với Brentford. Không cần phải chờ đợi lâu, ngay phút 13, cầu thủ người Colombia đã đáp lại niềm tin của tân thuyền trưởng bằng bàn thắng mở tỷ số. Xuất phát từ một tình huống phản công, Luis Diaz sử dụng tốc độ hướng thẳng tới cầu môn Brentford trước khi tung ra cú dứt điểm đầy uy lực. Thủ thành Flacken đã chạm được tay vào bóng, thế nhưng không thể cứu thua cho đội khách. Sau đó, đoàn quân của huấn luyện viên Arnold Slot chủ động cầm bóng chắc và đẩy cao đội hình, buộc Brentford phải lui về phòng ngự. Chính sự thay đổi này đã giúp giữa cốp có nhiều cơ hội hơn. Vào phút 71, Mohamed Salah dứt điểm đẳng cấp nhân đội cách biệt lên 2-0 cho Liverpool. Bàn thắng có dấu ấn kiến tạo của Luis Diaz, ấn định tỷ số 2-0 cho Liverpool. Chiến thắng này không chỉ giúp cho lữ đoàn đỏ có trọn vẹn 6 điểm mà họ còn có hàng loạt các cột mốc lịch sử khác. Huấn luyện viên Arne đã đi vào lịch sử của lữ đoàn đỏ khi Liverpool bất bại trong 139 trận đấu gần nhất tại Premier League khi dẫn trước trong hiệp 1, thắng 126 trận, hòa 13 trận. Liverpool giữ sạch lưới trong cả hai trận đấu đầu tiên tại Premier League dưới thời của huấn luyện viên Arne bằng thành tích của chính họ trong 17 trận đấu cuối cùng của ngài Jurgen Klopp. Không chỉ thế, ông Arnold Slot trở thành huấn luyện viên đầu tiên của Liverpool giành chiến thắng ở cả hai trận đấu đầu tiên tại Premier League, điều mà chưa có huấn luyện viên nào từng dẫn dắt lưỡi đoàn đỏ làm được. Tiền đạo Mohamed Salah hiện đã trực tiếp tham gia vào 128 bàn thắng trong 128 trận đấu tại Premier League trên sân Anfield cho Liverpool, ghi 93 bàn thắng, có 35 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Kể từ khi chân sút người Ai Cập gia nhập lưỡi đoàn đỏ vào năm 2017, không có cầu thủ nào ngóc công vào 100 bàn thắng trên sân nhà như anh. Virgil van Dijk chạm cột mốc 100 lần ra sân tại Premier League cho Liverpool trên sân nhà Anfield, tháng 82, hòa 16 và thua 2 trận, giành được 262 điểm, 48 trận giữ sạch lưới, ghi 12 bàn, chỉ bị đối phương vượt qua 13 lần. Trong lịch sử Premier League, chỉ có hậu vệ Patrick Evra của Manchester United giành được nhiều điểm hơn Virgil van Dijk sau 100 trận trên sân nhà là 263 điểm. Thông tin lực lượng Manchester United vẫn sẽ mất đi Thierry Malacia, Rasmus Højlund, Lenny Elro và Luke Shaw vì lý do chấn thương. Còn lại không ai dính chấn thương hay dính án treo giò. Trong khi đó, Liverpool sẽ đủ lực lượng và con người mạnh nhất trong chuyến làm khách tại Old Trafford để đối đầu trước bầy quỷ đỏ. Đội hình dự kiến Manchester United đá với sơ đồ 4-2-3-1 Thủ thành Andre Onana Hậu vệ Nushai Mazraoui Harry Maguire Lissaro Martinez Diego Dalot Tiền vệ Kobe Menu, Casemiro, Mason Mount. Tiền đạo Marco Rashford, Ahmad Diallo, Bruno Fernandes. Liverpool đá với sơ đồ 1 thủ thành Alisson Becker. Hậu vệ Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson. Tiền vệ Ryan Gravenberg, Alexis Mark Alistair, Dominic Soboslai. Tiền đạo Mohamed Salah, Luis Diaz và Diogo Jota. Dự đoán trận đấu, xét về lịch sử đối đầu thì cả hai cũng khá tương đồng. Trong 5 lần đối đầu gần đây nhất, Manchester United tháng 1 hòa 2 và thua 2. Nhìn chung thì vẫn cân tài cân sức. Nhưng nếu nói về phong độ gần đây thì chắc chắn Liverpool sẽ ăn đứt. Cụ thể trong 7 trận đấu gần đây nhất, Lữ đoàn thắng đến 6 và hòa 1. Thành tích vô cùng xuất sắc. Ở chiều ngược lại, Manchester United vẫn có phong độ phập phù tính từ đầu giao hữu đến nay. Quỷ đỏ thi đấu 8 trận, tháng 3 hòa 1 và thua đến 4 trận. Vì thế, có thể Manchester United khó tránh khỏi một trận thua thêm một lần nữa khi đối đầu với Liverpool mặc dù được chơi trên sân nhà Old Trafford. Thêm vào đó, lực lượng của Quỷ Đỏ vẫn còn đang sức mẻ, đặc biệt là vị trí hậu vệ cánh trái nơi Luke Shaw đang nắm giữ. Tuy nhiên, hậu vệ người Anh vẫn đang chấn thương không thể thi đấu trong trận đấu này, sẽ góp phần ảnh hưởng lớn tới Manchester United bởi hiện tại Quỷ Đỏ không có ai thuần ở vị trí này khi Tyrell Malaysia có thể đảm nhiệm. Nhưng hậu vệ người Hà Lan cũng dính chấn thương ở tận mùa giải năm ngoái và không rõ cụ thể ra sao. Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, vị trí này chỉ có Diego Dalot là đủ khỏe khoắn để thi đấu. Dẫu vậy, anh thi đấu cũng không thuyết phục, bởi đây không phải là vị trí sở trường của anh nên chắc chắn sẽ là món mồi ngon cho một người có quá nhiều kinh nghiệm và độ sắc bén như Mohamed Salah để khai phá khoảng trống này. Vì thế chúng ta có thể cho rằng Liverpool có khả năng cao giành chiến thắng, kèm theo đó có thể là cơn mưa bàn thắng. Cụ thể, trong năm lần đối đầu với nhau có đến 4 trận đều từ 3 bàn trở lên, chỉ có duy nhất một trận không có bàn thắng là lượt đi Premier League ở mùa giải trước. Theo quý vị, ai sẽ giành chiến thắng? Manchester United sẽ có 3 điểm trong tay, dẫu phong độ phập phù, hay Liverpool sẽ khiến cho sân Old Trafford phải im lặng? Hãy để lại phần bình luận để chúng ta cùng biết nhé. Trên đây là những phân tích và nhận định của chúng tôi về trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 1 tháng 9 tới đây giữa Manchester United và Liverpool. Trận cầu rực lửa, kịch tính khó lường. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ News TV. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.